Mình xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một cặp loa của Boss có model là 501 series 4. Đây là một cặp loa cuối cùng của cái series đầu năm anh em nhé. Là 501 series 4. Đây là một cặp loa nó sử dụng một cấu hình là một bát 25. Màng giấy gân mút và hai con mít chép giấy. Đôi này anh em có thể nghe nhạc hay này. Hát karaoke gia đình cũng ok anh em nhé. Mà rất nhiều anh em bán và review đôi này ở trên kênh YouTube. Hôm nay mình sẽ làm review đến anh em và báo giá. Anh em nào đúng chân sản phẩm thì alo cho mình. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh. Đây là một đôi loa Boss 501 series 4. Mình duy nhất chỉ còn một đôi anh em nhé. Anh em ngắm các cái căng của nó này. Cái căng vải lưới, lưới này gọi là lưới vải này và gọi là vải bố anh em nhé. Vải lưới bố của nó không lủng rách bất cứ một chỗ nào luôn. Và nó có một cái tem Boss ở dưới. Đôi này của mình là chưa giật ê căng anh em nhé. Đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Hàng công Mỹ. Bao cho anh em là zin xịn đẹp. Anh em nhìn này. Thùng của nó là thùng... thùng gỗ, gỗ nhưng mà gỗ này là gỗ si anh em nhé. Gỗ si nhưng mà si này của nó là còn si nguyên bản luôn. Si nguyên bản anh em nhé. Đôi này mình tuyển chọn về rất đẹp. Anh em nhìn các cái thớ của nó này. Đôi này còn phải mình phải nói là mình có một đôi duy nhất thôi. Nhưng mà đẹp xuất sắc anh em ạ. Góc cạnh nhá. Vuông vắn hết. Không bể lở một chút nào. Và anh em vào về đằng sau này. Anh em ngắm toàn cảnh đằng sau hậu của nó này. Mình có một đôi duy nhất nhưng mà đôi rất đẹp anh em ạ. Đây là anh em xem các cái vách của nó. Đôi này mình phải nói là tuyển lựa đẹp xuất sắc luôn. Cái quan trọng là nó còn zin nguyên bản anh em nhé. Kể cả gỗ si này nó cũng còn phải zin nguyên bản luôn. Mà nó lại phải là đẹp. Cầu loa của nó đây này. Con này nó trở kháng là 8 ohm anh em nhé. Boss 501 series 4. Trở kháng là 8 ohm. 501 series 4. Đây là một đôi loa mình tuyển chọn về đẹp xuất sắc. Anh em nào yêu thì alo cho mình. Mình xin báo giá. Đôi 501 series 4 này là mình đang bán là 21.500.000. Bao ship tận nhà cho anh em nhé. Bao ship toàn quốc luôn. Mình chỉ có một đôi duy nhất. Anh em nhanh tay lựa chọn sản phẩm này. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.